Chúa ở cùng anh chị em Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có nhiều môn đề của Chúa Giêsu nói rằng lời này chói tai quá ai nghe được. Tự biết rằng các môn đề đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: Điều đó làm các con khó chịu ư Vậy nếu các con thấy con người lên nơi đã ở trước thì sao Chính thần trí mới làm cho sống Chứ xác thịt nào có ích gì Nhưng lời ta nói với các con là thần trí và là sự sống Nhưng trong các con có một số không tin Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin Và kẻ nào sẽ nộp người Và người nói bởi đó ta bảo các con rằng Không ai có thể đến với ta Nếu không được cha ta ban cho Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui Không còn theo người nữa Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng Cả các con, các con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa người Lạy Thầy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời Phần chúng con Chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kính thưa quý ông bà, anh chị em Trong kinh nghiệm về đức tin Chúng ta thấy một thực tế này đối diện với những khó khăn thử thách khủng hoảng có người sẽ bỏ chúa có người sẽ ở lại điều này rất rõ ràng cụ thể cùng bị một căn bệnh hiểm nghèo người thì mất đức tin người thì vẫn kiên cường hay trong những khoảng thời gian trước đây để được học cao lên hay để được vào vị trí này vị trí kia nhiều người đã khai vào hồ sơ lý lịch của mình là không tôn giáo nhiều người khác vì lương tâm ấy nấy không cho phép mà vẫn ghi là công giáo để rồi chấp nhận mặc cho dòng đời đưa đẩy tin mừng hôm nay cho thấy một thực tế bằng bạc đó Chúa su mặc khải về căn tính của ngài ngài là bánh hằng sống từ trời xuống ai ăn thịt và uống máu ngài thì được sống đời đời đứng trước mặc khải từ trời có vẻ khó hiểu dân chúng đâm ra chia rẽ chính những môn đề cũng sầm xì lời này chướng tài quá ai mà nghe cho được đây là một thách đố cho những người đi theo chúa lời chúa không phải lúc nào cũng dễ nghe theo kiểu thế gian lời chúa luôn thách đố con người đôi khi khó nghe khó chấp nhận lẽ thường tại chúng ta thích nghe những lời nịnh hót khen tặng trong khi đó lời chúa mặc khải cho ta thấy những sự thật mà mắt thường không thấy, tai thường chẳng muốn nghe. Chính vì thế mà ngay cả những môn đệ từng đi theo Chúa cũng lần lượt rút lui bỏ Chúa. Vâng, thực tế này không chỉ có ở thời xưa mà nay cũng có rất nhiều. Người ta sẵn sàng bỏ Chúa vì nhiều lý do. Trong đó có những lý do mà nghe qua đó buồn cười bỏ chúa vì giận cha xứ bỏ chúa vì không ưa các bà sơ bỏ chúa vì mấy ông ban hành giáo làm ăn hách dịch sở dĩ con nói buồn cười vì nó không đáng để chúng ta bỏ chúa dù cho những người đại diện của chúa có lỗi thật đi chăng nữa nếu chúng ta bỏ chúa là chúng ta dài chúa là cùng đích chúa là lẽ sống chúa đâu có lỗi gì mà chúng ta bỏ ngài và việc chúng ta bỏ chúa thì hoàn toàn là chúng ta thiệt thòi chúa cũng chẳng mất gì cả có chăng là ngài sẽ rất buồn thôi còn chúng ta bỏ chúa xa lìa hồng ân chúa là chúng ta dại dột thiệt đơn thiệt kép bên cạnh đó cũng có những lý do khác để người ta bỏ chúa bỏ chúa vì những lời dạy của giáo hội khiến chúng ta thấy khó nghe khó hiểu nào là không được phá thai bất kể vì lý do gì nào là không được ly gì cho dù cuộc sống đó có như địa ngục trần gian nào là không được phép an tử không chấp nhận hôn nhân đồng tính hay như số liệu thống kê của hội đồng giám mục ở đức thì có khoảng một phần ba các tín hữu rời bỏ giáo hội vì những bê bối và một lý do khác đó là họ rời bỏ giáo hội để khỏi phải đóng thuế vì nhà nước quy định những người tín hữu công giáo phải đóng từ 8 đến 9 phần trăm thu nhập của mình giả dụ bây giờ mà nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh như họ phải đóng 9 phần trăm thu nhập của mình không biết liệu chúng ta có còn theo chúa nữa hay không Liệu chúng ta có còn ngồi đầy trong nhà thờ như vậy nữa hay không? Lời của Chúa Giêsu lúc này vang lên thật rõ ràng chất vấn mỗi người chúng ta. Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ Thầy hay sao? Chúng ta có bỏ Chúa, bỏ giáo hội hay không? Chúng ta có dõng dạc nói được như Thánh Phêrô bỏ Thầy chúng còn biết theo ai thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời hay không về điểm này thì không ai nói mạnh được nhưng nếu chúng ta biết trân quý hồng ân đức tin mà chúng ta đang có nếu chúng ta sợ một ngày kia bước chân của mình sẽ lạc hướng bỏ chúa chúng ta hãy để ý cho rồi đức tin ngay từ bây giờ Hãy sống tình thân mật Cầu nguyện với Chúa Đừng bao giờ coi thường Bỏ chuyện đó Hãy siêng lăng Lắng nghe lời Chúa và suy gẫm Để từ đó chúng ta tập nghĩ Tập phản ứng như Chúa Làm như vậy cách thường xuyên và thuần thục Chúng ta mới không sợ những cơn sóng của thời đại những khó khăn thử thách lôi cuốn chúng ta rời xa thiên chúa đường amen xin mời cùng đặt đứng chúng ta cùng tuyên xưng đức tin